ứng dụng công nghệ thông tin để chăm sóc sức khỏe người dân giai đoạn hiện nay được xem là một trong những mục tiêu trọng tâm của ngành y tế cả nước. Hiện thực hóa mục tiêu này thì các bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh đã tiên phong xây dựng nhiều mô hình hay. Từ trong giai đoạn cao điểm phòng chống COVID-19, đội ngũ y bác sĩ bệnh viện phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp đã tổng hợp các khảo sát từ bệnh nhân khỏi bệnh, xây dựng đề án Doctor Home ứng dụng quản lý, chăm sóc và phục hồi chức năng cho người dân trong giai đoạn hậu COVID-19. Nhóm nghiên cứu và phát triển ứng dụng làm việc liên tục trong 7 tháng, trong đó các chuyên gia hàng đầu về y học phục hồi đã xây dựng những bài khảo sát đơn giản dễ hiểu, mỗi người dân đều có thể thực hiện trực tuyến và có ngay kết quả về tình trạng sức khỏe của mình. Ứng dụng cũng đưa ra những lời khuyên dành cho người dùng, kết nối mỗi người dân đến với các y bác sĩ, các chuyên gia theo từng tình trạng. Đặc biệt, hơn 100 video clip về bài tập phục hồi chức năng cho người khỏi COVID-19 đã được xây dựng và đăng tải. Các bước hướng dẫn tập luyện, lịch trình theo dõi và kết quả đều được thể hiện trên ứng dụng. Tháng 12 năm 2021, tại Hội thảo khoa học Thích ứng an toàn và linh hoạt với COVID-19, lần đầu tiên ứng dụng được công bố và nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn. Hiện nay, người dân có thể truy cập vào kho dữ liệu trên điện thoại thông minh hoặc truy cập vào fanpage Bệnh viện Phục hồi Chức năng và Điều trị Bệnh Nghề nghiệp để quét mã tại ứng dụng và trải nghiệm.